Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay thì Thắng đang vào trong thôn ở tại Hoang Mạc Đá. Anh công an viên dẫn đi một người phụ nữ nuôi 7 người con, chồng đã mất và bây giờ đang nuôi mẹ của chồng và mấy người con, 6-7 người con, thầy nói vậy. Em này có chồng chưa? Độc thân á? Phải không? Thật á? Đây này, này, trưởng thôn công an viên hỏi văn. Phải... chưa có chồng á? Hả? Biết nói tiếng phổ thông mà đúng không? Hả? Độc thân á? Hả? Hai mấy? Có con chưa? Không, à, mấy ông kia không biết đường gì. À, có chưa? Hả? Hả? Chưa. Chưa á? Thế con muốn lấy chồng đi xuôi không? Hỏi tủa hỏi hộ anh chú. Con muốn lấy chồng ở đi xuôi không? Có, nhưng mà đại em với lại mình không biết tiếng thì không đi đâu. À, nói tiếng như này được mà. Em tên là gì? Hả? Mỹ. Mỹ à? Ôi trời ơi, ông anh tôi ơi, đây rồi. Hôm nọ mấy ông anh là chê mấy em kia là nó ít tuổi quá. Em này là được đấy. 24 tuổi. Hai mấy tuổi, em chính xác hai mấy tuổi? Em 2004 nhưng mà năm nay chắc là 23, 24 tuổi. 23, 24 tuổi á? Nhà em chỗ nào? Trên kia. Trên nào? Nhớ sắp vào tổ. Đi về nhà đi em. Đi anh em ở anh theo về nhà. Thôi các anh về trước đi. Hả? Thế cho anh xin số được không? Cho anh xin số điện thoại được không? Lần sau. Hả? Lần sau. Có người yêu rồi à? Chưa. Chưa có người yêu á? Thế sao lại lần sau? Hả? Lần này không được à? Hả? Không ạ. Sao? Ngại quá các anh về. Các anh ngại xin số thì có gì mà ngại? Hả? Ngại có gì đâu mà ngại. Ôi giời ơi. À, cho anh xin số nhá. Đây để anh tủa lấy số điện thoại nháy sang à. Để tối cho ông anh nói chuyện tí. Ừ. Được, được, nháy vào số 0834 335 335. Nhưng mà chắc chắn là chưa có người yêu thì chắc. Hả? Chắc. Rồi ok, đây rồi, đây rồi. Mình lưu luôn là chị gái nhá. Vâng. Thế mai anh bảo anh ấy lên nhá, lên nhà em chơi được không? Được nhá. Nhưng thêm bây giờ cho anh theo về nhà để xem á, đi để anh biết đưa lên. Em thấy là chú nhỉ. Anh sao? Hả? Chú. Thế kia biết mà. À. Anh công an viên á? Anh sò á? Anh sò biết nhà á? À. Thế đi cho đi cùng về đi. Đi đang nào cũng về mà. Đi mà lúm đồng tiền xinh như này cơ mà ông anh tôi ơi. Ôi chết ngất. Ôi tôi ngất mất rồi. Hả? Về đi. Hả? Ngại á? À? Được rồi, thế anh có số đây để tối anh bảo anh trai anh gọi nhá. À, ok. Em nói chuyện, em học lên lớp mấy? Em không học đâu. Không học nhưng mà nói được tiếng phổ thông đúng không? Nói bình thường. Không nói được như này là ok rồi. Nhưng mà em, anh hỏi tí, nhưng mà em có muốn đi xuống xuôi không? Lấy chồng không? Xuống đấy thì đỡ khổ. Ở đây thì đá núi nhiều vất vả. Ngay tuyên quang ấy thôi. Đây mẹ em à? Vâng, mẹ. À mẹ à? Nhưng mà bố, thế bố em còn không? Bố mất rồi à? Vâng. Thế mẹ hỏi tủa hỏi thử xem thôi mà có cho con gái về xuôi lấy chồng cho đỡ khổ. Hả? Bảo đi xuống xuôi thì nó đỡ khổ, ở nhà đây vất vả.
À, đồng ý là đồng ý gì? Hả? Mì? Hả? Mì đồng ý gì? Yêu luôn, anh ấy là yêu. Nhá, thế thì mai tối nay anh bảo sáng mai anh lên luôn nhá. Nhá. 24 tuổi là ok rồi. Ừ. Thế được rồi, ok. Ừ. Đây từ từ để không tôi điện luôn cho ông anh tôi. Đợi tí nhá. Ừ. Đây má lún đồng tiền nhá. Đấy. À, không sao đâu. Trước sau thì đằng nào cũng chẳng ấy. Nếu mà được thì mai ra ô tô xong mà trở về luôn. Không. Hả? Không không à? Không. Phải lên tìm hiểu gì? Các anh có nuôi được đâu mà. Nuôi được luôn. Nhà anh này cực giàu luôn. Nhà anh này cực giàu luôn. Cực giàu luôn. Không nói dối. Từ để tôi điện đã, điện đã. Tại vì vẫn kịp mà, tôi chưa kịp, tôi chưa kịp đi xuyên Việt đâu, tôi. Nó bảo tủa mày phải dịch như kiểu là thằng ấy kìa, Linh nó dịch kìa. Ông anh của anh là đây như anh luôn. Được không? Nhìn anh là được không? Hả? À thì lên thì được ngày rồi có cái gì đâu mà mai tôi đưa vào luôn. Thế tối ở nhà em có được không? Được. Được gì? À, ok. Phần này đợi quá. Thế nhà em bây giờ còn mấy người? Còn 5 6 người, 6 7 người sao? Có ba đứa cháu nữa. Cháu. 5 6 người á? À? 6 người. 6 người à? 5 đứa cháu nữa? 3 đứa. 3 đứa cháu á, cháu ở đâu? Con của anh em à? Vâng. Thế sao lại bố mẹ nó đi đâu? Đi làm thuê à? Không, chị giao vẫn ở nhà mà, anh thế, trai đi làm. Anh trai đi làm. À. Con của anh trai. Con của anh trai. Ông ấy đang chắc là ông ấy bận đi đá bóng nào ấy, ông không nghe máy. Buổi chiều. Anh này là nhà có một mình là con trai thôi. Đẹp trai phong độ. Đấy. To hơn anh. Đó, xong là nhà thì có điều kiện. Đấy. Giàu. Nhìn em là chắc chắn là anh ấy thương luôn. Yêu luôn từ phút ban đầu. Hỡi người yêu, anh yêu em ngàn ánh sao. Không biết là em này 24 tuổi là ok đấy, kiểu như em kia là 17 18 hiểu không? Em gái bảo là sợ anh ấy lên lại không thích. Thích, tôi bảo thích là thích. Nhìn em này là như này, hiền lành ngoan ngoãn như này. Anh ngồi đấy là hôm nay là anh em lại gặp anh, em là hỏi phát là em biết ngay. Anh ngồi ở dưới kia kìa. Hôm qua anh xa đây à? Phải không? Đúng rồi, hôm qua anh gặp dưới mà anh cũng nhìn thấy. Anh đang gọi ông anh mà gọi mãi không được. Nên lên gặp em đây là em quen rồi. Em không nhận ra. Thôi được rồi, tối có gì anh ấy gọi lại xong là anh sẽ cho số thì nếu lên nhà em, ở nhà em được luôn thì ngủ đấy được gì? Hả? Được nhưng mà không có giường đâu. Không có giường đâu. Thì, hai đứa đi ngủ đâu thì ngủ. Dạ là các anh không ở được thôi. À, được. Được đấy. Xinh gái mà ngoan ngoãn như này là ok đấy. Nhà em có mấy con bò? Hai con à? À. Cái đấy về nhà để anh đi hộ luôn. Nặng á? Nặng có gì đâu mà nặng. Anh thử sức mình.
đồng ý không? Đồng ý về nhà đi. Tối cả em về trước đi. Thì bây giờ em đi về tí nữa luôn. Về luôn. Về luôn. Thôi được rồi, đằng nào mai, nếu mà mai ông anh lên thì anh sẽ đưa lên đúng không? Thì sẽ gặp thì là biết nhà luôn đúng không? Nhá. À, được rồi. Ngại cái gì? Không có gì đâu mà phải ngại. Nhất trí thì để anh bảo để mai anh ấy lên. Sao chưa chắc chắn? Nhưng hay là em có người yêu rồi? Em không có. Chưa có người yêu đâu gì? Thế lên chơi gặp nhau là được gì? Hả? Có cái gì đâu mà ngại xấu hổ thế? Thôi được rồi, đi ạ. Đi về xuôi lấy chồng là tốt mà. Anh so nhỉ? Không biết là có chịu được nóng không? Vấn đề là không chịu được nóng rồi ơi. Hay là bạn của anh Sò ngày xưa đấy, mình không thấy ra nói chuyện gì cả. Anh em họ của nhà anh à? Của nhà anh đấy. Thế à? Anh em họ hàng à? Đấy, tất cả canh khu này là đều anh em họ hàng hết. Thế à? Bọn em là tức là giữ cùng đồng hộ với nhau là bọn em không bao giờ lấy nhau. Thế à? Không phải cùng đồng hộ là không bao giờ lấy nhau. Nhưng mà em này là đã có chồng hay có gì chưa thế? Chưa. Chưa gì á? À? Thế sao đợt tôi hỏi mà các ông bảo là hết rồi? À, đứa này đi làm công ty. À. Đi làm công ty. Công ty mới về à? Mới về. À. Tôi gọi ông anh tôi mà mãi không nghe. Ông anh tôi nói đi đâu giờ này? Đi làm công ty à? Đây, duyên sinh gái. Hay là thằng Tùa, mấy thằng Trung Quốc vào bảo tìm là tìm đứa này. Không có đâu. Hỏi mày thử hỏi từ chờ lên để hỏi cho nó chắc ăn. Hả? Hôm nay bảo là có mấy thằng ở đâu về đây hỏi mà hỏi vợ ấy. Đấy, có mấy thằng cũng ế vợ ấy. Bảo về đây tìm hay là hỏi em này. Hả? Bảo chưa đủ tuổi mà, chưa đủ tuổi không phải ở đây đâu. Thế à? Vừa nãy là tuổi. Bảo chưa đủ tuổi. Bảo chưa đủ tuổi ấy chồng. Thế à? Hay nó hỏi vào mấy cái đứa của mình nhắm kia nhỉ? Mấy cái đứa của anh nhắm chắc là mấy đứa kia. Ủa, cái bọn này nó ở đâu về mà hôm nay cướp gái bản ta thế này? Không được rồi. Đuổi nó đi. Bọn này chết dở rồi. Chắc không phải đứa này đâu nhỉ? Hôm nay là tụi nhìn thấy mấy thằng về đây? 5 người. 5 thằng? Chết dở nhỉ bọn này. Nó bảo là về đứa người Trung Quốc à? Cả người Trung Quốc luôn á? Cả người Trung Quốc luôn đấy, có giấy tờ thông hành gì đấy. Hỏi. Thế à? Chết rồi. Bọn này. Về nó lại cướp cái bản ta rồi. Để xem nào. Thế nhà đứa kia nó ở chỗ nào? Nhà cái em Mỹ không ạ? Ở trong kia. Đi cũng đi qua vào đây à? Đi qua đây ạ. À? Đi qua đường này. Hả? Cũng đi qua đường này. Hả? Nhà vừa nãy thứ là sơ xài nhà này nè. Đây á? Ở xong rồi bà lạc thang bà. Ở một nơi một chỗ. Nhà che bàn đây á? Nhà che bàn đây. À. À đây à? Nhà bí thư bảo là cần được giúp ở nhà này đây gì? Nhưng mà bà này không ở nhà đâu. Đi đâu? Không biết. Cứ đi lang thang à? Đi lang thang tối ở một nơi ngày một nơi. Ôi giời, thế thì bị thần kinh à? Không bị thần kinh mà. Không thần kinh như sao lại cứ đi lang thang? Cái nhà xấu quá không về ở nữa. Hả? Quần áo phơi đây. Quần áo là của nhà con cả nó ở dưới đây. Thế nó lên đây giặt đây phơi đây. À kia đây, có em ấy như này. Gì nhỉ? Em già. Em già. Già. Ôi. Hết nước rồi à? Nước này cũng là nước dùng ăn đấy á? Cho lợn cho bò á?
Trước kia chết 3 người á? Dù đuối nước đây à? À, đa phần là người Mông không biết bơi nhỉ? Tại vì không có nước. Thằng Tủa biết bơi không? Chơi trong chậu à? Thằng này tắm như kiểu vịt ấy, xuống phạch 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 phạch. Té té. Sò biết bơi à? Đây à, trong này á? Đi vào trong này nữa à? Sao không? Mình đi bên này à? Được rồi. Trước sau thì tán đổ rồi. Bảo ông anh phát rồi. Ông anh mấy em kia thì kiểu mấy, nhìn kiểu nó còn nhìn non quá. Ừ. Có một em kia cũng đủ rồi, nhưng mà vừa đủ 18 được mấy tháng rồi. Đây là bà này à? Thế còn đây nhà này là nuôi mấy người con? 7 à? 7 một người đi lấy chợ ông bà. À, 6 người con. Một mình bà con bà nuôi. Ờ. Thế cả. Nuôi cả mẹ chồng nữa luôn. Ôi thế lâu lắm rồi mới thấy có vườn rau cải ngon này. Bà bán cho tí đi. Ừ. Tí vào bán cho ít nấu. Mang lá đắng đi chưa nhở? À, uống bát cho nó mát gan. Đâu nhà nào? Nhà dọc bán. À, nhà trong này à? Mấy người con? Có trước kia bố mất sao mà có một đứa gì nhỉ? Hả? À, có cái ông gì ra Hà Nội tài trợ cho đi học. Thế à? Đi học ở Thái Nguyên. À, một đứa đi học rồi à? Có cái anh đây à? Đây cũng là con à? Không phải à? Đấy đúng rồi, cái em già hôm chú đấy này. Ờ, à, à, nhà đây luôn à? Thế nhà già đây à? Ờ, à, hôm nay để có nhà đây rồi. Thế bây giờ còn đi học không? Bây giờ còn đi học không? Không đi học à? Thế chờ tháng 7 mà đủ tuổi thì cho xuất đi lấy chồng rồi. Dạ. Ừ. Đâu mẹ có ở nhà không? Thế có ai ở nhà? Một mình em á? Đây cả em nữa à? Thế nhà em là mấy người chị em? 7 à? Thế là tí nữa mẹ có về không? À thế được rồi, cứ triển khai nấu cơm đây. Tí mẹ về là bụp luôn. Ăn cơm luôn, ăn bụp, ăn cơm. Ăn cơm luôn, nấu cơm. Bà đâu? Ừ. Bà đâu? Bà đi làm à? À ok ok. Ừ. Thế à các chú nấu cơm ở đây nhá. À bảo anh Sò á. Có anh Sò công an viên rồi. Nấu cơm có nấu mèn mén không? Đã nấu mèn mén chưa? Ui hết nước rồi, nhà có nước đâu. May nhá, mổ gà dưới kia nhá. Không phải mổ gà dưới nhà anh Sò xách lên đấy. Nhà tối quá nhỉ. À, để gọi cái ông khuyến nông viên. Khuyến nông viên à? Đâu? Thối à? Trên mình toàn lấy cho. Nhà này nhiều bò chứ. Hai con bò à? Tủa đi xuống dưới này quan hệ gái gặp mua hỏi mua rau phát dài. Nhà có nấu mèn mén không?
Bây giờ nấu à? Thì nấu đi nhá. Nấu thì tí nữa các anh mang thịt gà các thứ lên đây rồi nấu ăn cơm với cả gia đình nhá. Đi hai tí rau cải mua luôn. Mua hỏi nhà này mua ít rau cải. Hả? À, nhà của em trai trưởng thôn à? Không, cứ đưa cho họ tiền có cái gì đâu mà. Ừ, vào đi, vào. Hỏi. Đây nhà đây à? Nhà chủ rau đây à? Khuyến nông viên thôn à? À, thế tí bảo sang ăn cơm nữa luôn. Mình hai rau. Bây giờ là cái vườn rau này xanh. Con à? À kia kìa, đang chặt cây chuối đang về kìa. Ôi thôn này lắm con gái lắm nhá, kìa lại còn một em nữa kìa. Bảy người con gái, một người con trai. Được rồi, cứ hái đi, tí nữa trả tiền luôn cho họ. Đây này, mấy cây nát nát ngoài này sao không bẻ luôn đi. Thôi được rồi. Vườn rau này là còn được rau như này là tốt đấy. Tại vì trên hoang mạc đá bây giờ các bác thấy là nó đang là rau mùa. Rau cải thì cũng khó mà rau bí thì không. Phải không? Phải khuyến nông viên không? Em trai của bí thư à? Ít tuổi hơn mình đây đúng không? Chắc nhiều hơn anh chứ. Thế. Ít tuổi hơn bí thư, tôi bằng tuổi bí thư. Nhiều hơn bí thư chứ. Thế là em trai. Em trai của trưởng thôn, em út của trưởng thôn. Em út. Chào chú nhá. Mẹ tuổi đấy có dám này. Đây mà. Cơm một chai giá tuần hợp món mà đây. Sang nhà bên cạnh ấy, xong rồi nấu cơm lên đây. Thế còn đây là vợ à? Hai vợ chồng. Xin chào. Chào chị thì nói như nào? Chào chị á. Nỉa mẹ à? Nỉa ti. Nỉa ti à? Chào nỉa ti. Nỉa pi. Nỉa pi hay ti? Ti mà. Ti. Được rồi, tuổi ơi, bằng cái thôi cháu ơi. Được rồi, ui dồi. Đấy, làm bát canh rau cải ngon. Được rồi, về nấu cơm đi. Gà mình chặt ướp hết rồi đúng không? Đấy. Tại vì anh công an viên, bạn công an viên này, bạn sò bạn bảo thắng luôn rồi. Mình lên trên đấy là không có nước đâu, mổ gà luôn ở nhà bạn ấy. Xong rồi bạn ấy ướp cho mang lên. Mua chưa? Chuối này là cho bò đây à? Chuối này là trồng cho loài bò. Chuối này mới là chuối ăn. Chuối ăn đây à? Quả này có hột không? Quả này bé chứ. Nhưng mà nó có hạt không? Theo mùa mà mùa này là... không cái này không hạt, còn cái này chuối này có hạt. Chuối có hạt thì ăn không ngon đâu. Chuối này thì chỉ có ngân rượu. Ngân rượu với lại lúc ra cái bi chuối ăn nó ngon hơn chuối này. Bò ăn chuối nó cũng không béo đâu mà. Đúng không? Gọi là có cho nó no rồi. No. Nhưng còn ở đây có khu này có mấy cây như ở cây long não nhỉ? Phải không? Cây này. Cây này mà làm sập thì to lắm. Hai cây này chắc cây thiêng đúng không?
không ai dám động mà. Vẫn động mà bình thường mà. Hả? Vẫn động mà bình thường mà. Hai con này, hai cây này ta cũng gọi là cây si mà. Si à? Si trồng cạnh cây đa thế kia thì. Đây, về nhà đi. Đi. Ừ. Mẹ. Ờ, tớ có tí tí sang sau nhá. Sang. Bể biết là nhìn bể nào cũng hết sạch nước nhỉ, chán thế. Đây là hứng nước này, mang hứng nước ăn này. Đấy, bà lô như này bảo sao mà hứng nước ăn thì làm sao đảm bảo, đúng không? Không đảm bảo được. Alo. À, anh gọi, à, em gọi anh bảo là xem là sáng mai có đi Mèo Vạc luôn được không? Em chờ trên này, hôm nay tìm được có một em 24 tuổi, biết nói tiếng phổ thông, xinh, vừa đi làm công ty về. Con đi được không? Ồ, thế á? Lại bị cây tre nó đổ vào à? Ồ, thế thì bây giờ thế này nhá, em nhắn số cho xong anh có thể anh liên hệ nhá. Anh tán trước đi nhá. Ok rồi, em tán sơ sơ qua là ổn rồi đấy anh ạ. Ờ, à, được rồi, anh là bây giờ anh là cứ thế mà tán thôi nhá. Hôm nay em nói là sơ sơ rồi, nếu mà như thế thì thôi, sợ lên nó không ấy thì cứ tán qua đi nhá. Bây giờ lên mẹ mặt cũng cái này lên nhìn đéo được. À, ok nhá. Ông anh lại hôm qua đi thế nào lại ấy, bảo lại sướt bốc cái mặt ra nó tím. Đấy, mất đẹp trai như kiểu anh Thắng. Đẹp trai hơn đó. Nhìn em đó đẹp trai hơn em mà. Đẹp trai hơn mà anh ra gặp. Trên này lắm mũi lắm này. Phim chờ từ lúc vào mấy con hỏi thăm anh rồi. Ừ. Hay là nó thấy đầu anh chọc nó hỏi thăm. Ờ, ok. Sao? Không có nước à? Hả? Thế đi. 2K 40 lít. Ở đây có can, có 2 can nữa gì? Mà đủ nước để rửa bát không? Thôi bình thường nhà ăn như nào mình ăn như vậy, không cần phải đi rửa đâu chó em ạ. À, không cần phải rửa đâu em, này là thích về xuôi lấy chồng thoát khổ này. Nhưng mà tiếc rằng là chưa đủ tuổi, sang năm tháng 7 này mới đủ 18. Vừa gọi điện cho ông anh trai rồi, nhưng mà ông anh trai lại thế nào đi thế nào lại cây nó sượa khoát vào mặt. Thế cái chứ mà đang không được đẹp trai lắm. Cho điện thoại tán trước. À, chào lâu lâu á. Bà về đấy. Lâu lâu thế là lâu già rồi đó. Ừ. Xa dầu chỉ mà dỉ mà nhỉ? Đúng rồi, xa dầu gì là 78. Ừ. Đây là anh Sự ra tay rửa bát à? Rửa hết bát đũa. Ừ. Rửa hết chạm. Mềm mén đây đúng không? Vâng. Đây là đồ lại rồi đúng không? Ừ. Có vẻ hơi khó tính. Đúng không?
bò. Nóng rửa hai lần nước rồi mới hết mỡ. Rửa bát đâu? Dầu rửa bát đây. Không có dầu. Cần gì phải mỡ? Mỡ sao không được? Cứ cho vào đấy mà. Đâu? Ui, thôi 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 thôi, cái đấy thôi thôi. Ờ. Đừng bỏ đi, bỏ đi. Hiệp thốc rửa vào đi, anh Sự phất vào đi. Mèn mèn chín rồi, nấu gà nữa. Cái nhắn anh nấu ở nồi nào ấy? Chưa biết có nồi, chưa có nồi anh vừa rửa bát thì anh làm gì ấy? Thế phải đốt lửa bên kia nữa nấu canh nắng kìa. Anh sang bên kia kìa. Đây này, nồi đây này, tìm nồi này anh Sử. Đây này, nồi này này. Đây này. Đây này, nồi này này, bảo rửa đi này. Đây, nồi này này. Nấu nồi này. Rửa nồi đã. Vừa nãy là chị gái ở kia là con rể à? Em rể à? Anh rể chứ đúng không? Anh rể của đứa. Anh rể với... Ê, mẹ nó đi à, giúp chồng Ngô là ăn cơm luôn nhà kia à? Không, sáng nay đi xong đi uống rượu nhà dưới xong là đi dưới nhà dưới, dưới bảo là lên trên rồi xong về đi về về thấy ở nhà luôn. Nhà đối diện nhà chơi. Đấy cái hai lá cải. Sáng nay chín đổ nước vào đây xong mà ừ. Còn canh đắng nấu riêng. Có cái gì đâu mà cá nướng vùi phát vào than này kê hai cái gì phát là nướng được luôn mà. Cá mắm này đâu nhỉ? Như kiểu bác bố ông tủa hay nướng này. Đấy, cho ông công an viên nướng nhá. Kê hai cái ấy phát vào. Còn anh Sự đảm nhiệm nồi canh nắng bên này. Đây, đốt lửa bên này phát là được. Nhà 7 người con. Đây nữa rồi. Đấy, con này. Đang viết O A A Ơ Bơ Cơ 1 2 3 4 I O P Lao Xia. Không có cái bàn xảo to à tùa? Không có. Nhà có đúng 2 can nước. Thiếu nước dã man. Nước ở bể xanh lèo lèo hết rồi. Cần gì anh đốt cái này phát là đấy. Em trai nhóm một cái bếp này đi. Vợ em đúng ngay ở đây đi đâu rồi? Bảo về đây tí nữa ăn cơm cùng. Không xuống à? Em ở đây làm gì ấy thôi à? Hộ à? Đây à? Trồng ngô à? À, mai giúp chở phân. Con rể xuống giúp chở phân. Đây là em của em à? À, hai thằng luôn. Bà đã 76 tuổi đấy. 78 tuổi. Đấy, lá rau đắng đây. Đấy. Bây giờ anh em mình biết ăn à, cả cận không bỏ tí nào luôn. Đâu rồi, bây giờ anh ấy biết thì quá muộn rồi. Em ăn lâu lắm rồi. Bữa trước, cái đợt trước mình là toàn bỏ cận luôn. Ừ. Bây giờ là mình có kinh nghiệm. Ừ.
Nướng ở bếp kia kìa. Sao? Nướng ở đây à? Cả mắm ăn mềm mềm mén, hải sản đấy. Chắc là nướng 4 con, 5 con thôi, còn đâu để lại gia đình ăn. Bữa bữa đôi ra nhỉ? Hay để cả con? À, quả đau răng đấy nhỉ, quả đau răng ngon đấy nhỉ, ok đấy. Hai con gà đúng không? Một tay còn trẻ con ăn thịt gà. Đây, có hai thằng em này đây à? Còn em nào nữa không? Còn một em nữa à? Đi học à? À. Nhà này đúng rồi. Còn... Hả? Cá? Cá vàng luôn cho trong lò nướng kiểu này kiểu đó. Ngon đấy nhỉ? Hấp dẫn đấy. Đúng có lò nướng luôn. 6 con có đủ không? Không đủ thì tí lên nướng thêm. Ừ. Trong này còn lừa rau nữa mà, có các kiểu nhiều mà. Ừ. Gà sắp chín rồi đấy nhỉ? Sắp rồi. Nhà có mấy bàn ăn cơm và một bàn này thôi à? Lấy được bàn kia ra nữa không? Rồi lấy bàn đấy ra nữa cho hai bàn, tí nữa ăn cơm. Hải sản đấy. Hải sản. Cá biển, cá ngừ đại dương. Cá ngừ đại dương. Món cá ngừ đại dương. Đến khổ. Giờ các bác thấy này. Ăn cá mắm. Đặc sản đấy. Ăn với bụng nó đắng đắng ấy. Đúng không? Gà, gà ngon đấy, gà. Úi giời. Mình nhỏ này ngó liên tục. Sướng lắm. Có thịt ăn là sướng. Được rồi đấy cháu ơi, gà được rồi đấy, múc ra đi, để cho rau cải vào nấu ấy, muộn rồi. Đây vợ về đây, à, chị về đây đúng không? Quá gì rồi, chưa à. Sao xanh á? Ừ. Chưa chín đâu, cái cá mắm để tí nữa. Chưa, nó đang lập, lập lại. Ngon đấy, thịt gà ngon đấy. Nóng
Chưa, cũng phải kỹ kỹ đi. Nó cháy vàng khô khô lên tí, cả mắm. Được chưa, canh nắng được chưa? Thả luôn vào đi. Ừ, xong rồi bắc ra. Thả luôn. Úi. Được rồi, bắc xuống cung. À, thằng này có vợ rồi nhưng mà. Hăn đâu sùng? Hai mấy mấy rồi. Hai mấy? 22 à? Đấy, để đấy. Đấy, bảo cẩn thận, múc ra đi không trẻ con đâu. Nhảy vào đấy đấy. Đúng quá. Đấy, bạn đâu cải vào là ok. Được rồi, được rồi. Bằng ấy chưa? Úi. Bảo buồn thì buồn rồi khóc á. À, mẹ buồn khóc à? Bố mất rồi là khóc à? Lại nhớ bố à? Thế là mất lâu chưa tủa? Thế mẹ bốc đón này hả? Vừa mất trước Tết này á? À? À thế à? Mới mất à? À thế hả nào? Bảo nó có đàn ông, nhiều đàn ông thấy vào nó mới buồn. Lúc chồng còn ở thì còn nhiều người vào, bây giờ chồng mất rồi lâu mới có người vào như thế. À. Trước kia là có chồng là hay có người vào. Bây giờ là từ lúc chồng mất rồi là không có người vào nữa. Có đàn ông vào mới là, hôm nay cháu mình vào nhiều người như thế xong lại nhớ đến chồng khóc. À, được rồi, con rể dỗ đi. Dỗ đi cho đỡ khóc. Ừ. Thôi được rồi, nín đi. Vài hôm lại quên mà. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Nên cố gắng. Gia đình thì các bác biết rằng là người chồng nó cũng mới mất. Chỉ là đi uống rượu về. Hôm nay thì cũng thấy anh em nấu cơm ở đây, ăn cơm ở đây rồi lại nhớ đến chồng. Khóc. Phải nói rằng là không biết là chia sẻ với gia đình như thế nào. Chồng mất rồi thương, nhớ chồng. Bảo chị là cố gắng nuôi nấng con cái. Không là sau lại đi lấy chồng. Khổ lắm. Anh Sư ơi, khả năng cho bàn ra đây. Bê hai tay được mà, anh bê phát được mà. Cái bàn như kìa, hai bàn kìa. Hai bàn sát nhau luôn. Xê sang anh Sự một tí. Rồi.
Đó là uống rượu từ trưa cả chị này này. À dạ. Thế say rượu quá. Nhớ chồng quá. Say rượu vào là nhớ người yêu cũ. Khổ thật. Chẳng biết chia sẻ như nào. Còn ông múc canh không? Còn đây không? Ông ấy hiểu sạch sẽ à? Bảo vài đâu, xem nó có ghế đâu. Lấy ghế, ngồi. Chưa hai ông nào thôi nhỉ? Dạ ơi, em lên cái ghế này ngồi ra ơi. Có ghế không? Em trai ơi, xem có ghế không? Ghế. Ờ, ghế ngồi ấy. Ghế ngồi ăn cơm ấy. Ủa nhờ con có thật đây hả? Ô, bố có thật nữa, ô, đứa thật nữa. Ô, thật nữa. Đi luôn. Sao? Đi đâu em? Hả? Mất điện thoại à? Ừ, đừng hơ thế. Không cần đâu, đừng hơ. Kệ nó. Đang khóc và nhìn thấy điện mất điện thoại phát là lại nhớ luôn. Tìm thấy điện thoại cái lại cười được ngay. Bảo ra đây nó mỏ ấy. Bảo ha. Bảo ra đi, nó mỏ. Bảo ba vào ăn cơm. Đây, trẻ con vào đi. Nó. Múc rau cải ra nữa được rồi. Múc mèn mén ra nữa. No á? Bảo bà vào ăn cơm đi. No cay á? Ngại gì? Ô sao lại ngại? Đến ăn cơm với nhà bà mà. Ngồi đi, và ra. Bảo mẹ nữa ra ngồi đi. Ha? No á? Ngồi đi. Xem còn ghế nữa đặt đây. Tao tà lắm ấy. Mi nhỏ. Nó cay. Nó. Ngồi đây. Bỏ một bát canh đắng này xuống dưới này, anh Sự ơi, mâm dưới này. Nóng nước à? Ngon đấy nhỉ? Bao nguồn xương. Hải sản. Nói đến hải sản lại nhớ đến cô Tuyến ở Quảng Ninh. Xuống lần nào cô cũng cho ăn hải sản, đã đời luôn. Cho cả tôm nữa, vẫn để trên tủ lạnh chưa ăn hết. Ê, nóng quá. Đây Thắng mua hai con gà. Thì nói chuyện là thấy có cái chị này chồng mất rồi, bây giờ nuôi 7 người con đấy. À, ở đây mới cả bà cụ đấy. Thì Thắng đánh em hôm nay Thắng ra huyện rồi, giờ này ra huyện ăn cơm đấy. Thắng lại bảo anh công an viên là thôi Thắng mua gà về đây ăn cơm với cả gia đình luôn.
Đấy, xem biết theo hoàn cảnh gia đình như nào. Em rất là cảm ơn anh đến với gia đình. À, đến đây là gia đình này là chị thấy bao tuổi? Ông muốn chuyển sang này. Hả? Ông muốn chuyển sang. Lớp trẻ y. 41 tuổi. 41 tuổi à? Đây cho bố một cái gì? Em ngồi đây đi. Vâng. Ừ. Chưa xúc mềm mén à? Không mềm mén. Nó mỏ mông. Nó mỏ mông. Nó mỏ mông à. Hành rau cải ấy. Hành rau cải này có nấu với cả gà ngon lắm. Canh đắng nữa. Uống canh đắng. Đấy cho vàng ngồi đằng kia. Lấy mềm mềm nữa là ăn. Đúng sự cho cháu xin cái bát này. Chủ nhà sao lại nhầm hay sao ấy nhỉ? Đi ăn tìm mà. Lấy mềm mén cho bà đi, lấy thịt cho bà, rồi là lấy cho trẻ con nhỉ, mình của tủa biết tiếng rồi lấy đồ lấy giúp cho các cháu ăn, bảo bà ăn thịt thịt gà. Cái đó ngon đấy. Mỏ mông à? Mỏ mông rồi đấy. Ừ. Chúng nó xin nó mỏ mông rồi không? Gái đó điên là hải mô này. Nó cay à? Cái này cũng ngon luôn. Cá ngon đấy nhỉ? Thử miếng. Nó cay à? Nó. Nó. Không, gái đang tỉa, có cho tôi à? Nó cay. Cứ cho nó ăn gặp nữa. Đây tao mắm ra bên kia nữa. Tao mắm cho mình chơi sạch kia. Cả mắm. Đây 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 cái bát này xong rồi cho cả mắm trong kia. Anh để đây anh. Anh để đây cho anh. Xong em chia cá ra bên kia. Này. No á, à? Ừ, lâu lâu no á. À? No á. Cả nhà nhá. Mời quý cô bác. Ừ, mời các bác ơi. Ừ. Mời bác đây. Đấy, anh múc cho cái này trước. Uống canh trắng. Anh cho chị này uống giải rượu. Ừ. Đây, ừ. Anh chế, chẳng anh chế. Rồi, mời các anh, các bác, các chị. Tối nhá. Ăn được đắng không? Chủ bảo uống. Họ họ cho là cua yến đi nữa, rong hầu nữa, rong cháo xay chết nữa, rong cháo xay. Đắng ngon mà, đắng ngon ngọt nữa. Có hỏi cứ có thịt ăn là sướng mà bà con. Ngày nào uống canh đắng sướng nhỉ? Ừ, nó nhập quá. Xong rồi anh Sự còn nhớ đưa canh đắng, rau đắng cho tủa nó nấu cho đội làm đường ăn. À đằng nào trưa mai mình ăn cơm với đội làm đường. Trưa mai mua thịt mới cả mua gạo. Đội em được khen đã đóng ngon. Ừ. Mỗi ngày phải đạt tầm khoảng 2 bát 3 bát. Không nấu ít quá không đủ uống. Ừ. Ngon đấy. Làm chứ mềm mềm ấy. À, nhà này bên này giáp vách à? Trẻ con có trẻ con à? Ở giáp vách. Ừ.
con của em luôn. Ừ. Chị này đang ăn lại khóc rồi. Cứ tí lại khóc ấy nhỉ. Say rượu quá. Hay như nào? Say quá. Ừ. Thôi bảo chị nín đi, ăn cơm đi. Ừ. Ừ. Quá, nó ngủ à? Nhớ chồng à? Nhớ chồng. Nhưng mà có nhiều người chồng mất thì lại đi lấy chồng luôn nhỉ? Vâng. Đây mình, nhưng mà chắc cũng say rượu một phần nữa. Phần say rượu là mình đi lấy hàng nữa nhưng mà... Uống từ trưa rồi đúng không? Nó vẫn ở, tiếp các anh cái kiểu ấy. Ờ. Không có người tiếp đúng không? Ừ. Ừ, không sao. Bảo mẹ nín đi ăn cơm đi. Ăn đi, bảo mẹ ăn đi. Dỗ. Nó mở. Mà kéo mình càng nói càng khóc ấy nhỉ? Càng thương ấy nhỉ? Tốt nhất là không nói gì đúng không? Khó lắm nhỉ? Uống rượu rồi cũng không ăn được cơm nữa. Nhiều người khóc là còn đi tự tử ấy. Không phải dỗ. Quá không tù à? Dạ. Nhiều lần định đi rồi à? Dạ. Là ngon á. Ủa. Hôm tối nay là phải trông nữa. Bảo à. Mày nói tiếng, mày phải biết dịch nói hay vào. Vâng. Bảo bây giờ con còn nhỏ, chồng thì mất rồi, biết là mất rồi, người mất thì làm sao mà cứu được. Thế còn phải chăm con, hai thằng con trai này, cho chồng. Đấy. Cho nó lớn, nó khôn. Nó mèo à? Nó mè? Nó mè? À, chắc quá à? Ờ, chỉ sát sao tao thế à? Ờ, sao chúa tụi mình nhận nó chung với mè nè. Chứ giờ chờ cứ chờ là túa thì bị nhụy nó chả lo tiền lo tiền là như chờ mày là chứ mà mò nổi thế thì bóng này chia tiền cứ là nửa kiếm bó từ nãy từ mò thì cho mày chia chào cô bảo là ở bây giờ cô làm thì cũng biết là cái gì để ra tiền đấy cho thì cứ tao mình ra chỉ cứ tao khi chứ giờ chờ cái chờ túa của mày nhá. Cần nói rằng khóc to ra. Ừ. Thế thôi mình không nói nữa. Ăn đi. Là bé tu thì yêu khi tao kia. Giờ tao bố ở đây cũng không có cái gì để làm ra tiền đấy. Nên là đi cũng không biết đi làm đâu. Mới ở đó nhốt ở đó ta. Chứ mới ở đó nhốt ở đó xin ta. Không biết khi tao cha. Cháu cứ cười cháu tu kia. Chứ chỉ biết tu ta kia. Cảm ơn kể đi kiếm tiền để nuôi mấy đứa con lại khổ nhỉ? Vâng. Chồng không có là đỡ. Là chị nhớ là chị lần chị lần đó là chị cho chị chủ bây giờ muốn ta hôn từ chị mới từ kia là như chị ở dùng cô đã bảo là cái lúc còn chồng thì chồng còn định biết đường đi mà kiếm tiền bây giờ chồng mất rồi ở đây thì cái gì làm cũng khó ấy. Cũng không kiếm ra tiền. Sao em đang kêu kêu tôi kìa. Nó đưa đôi cho em. Và liền ổ tế. Để mẹ mẹ ra chị cho ổ liền ổ tế. Ôi dù mà chạy mơ kì. Anh đi. Ăn hai miếng cá mắm này xong khát nước, uống tí nước canh nữa. Ủa này ít nữa uống chín rồi, chín nước chưa cạn.
xê thế không bật. Bật ghế. Lấy thịt cho thằng áo xanh kìa, hết thịt rồi. Ăn khỏe, mấy thằng ăn khỏe. Chị 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 就点那啥点，我就点嘛，那点点毛尖，我就几个点。其他毛的泡皮白辣椒，这三种辣椒毛，那穿那点的呢？不起毛。那要洗好去多，你要点毛那穿，毛那穿多点，穿下面多一点的点多。嗯，那啥啥的嘛到啊。我一啥打就。他就把过了，都搞水牛肉，再做放点辣椒。 cô bảo là cô không bao giờ đi ăn lá ngón nữa vì là cô không suy nghĩ lại còn hai thằng bé này hai thằng út đi ăn lá ngón mà nó chết đấy là hai thằng kia lại bơ vơ chứ nói là chưa nhiều biết tôi cho mình không bao giờ ăn lá ngón không mình quên quên để tôi sẽ rồi tôi em vừa cho là tôi nhìn tôi kia nhiều. Anh sợ làm miếng cá mắm đi, thơm ngon mà. Tôi làm miếng đi. Bảo chị ăn cơm đi. Nó mỏ sức ăn. Mà nó bé này là mỏ không chứ gì, nó sao chả? Nó to. Bé nó bé mỏ không vậy? Mỏ không chứ bé mỏ đẻ chỉ mỏ này, mỏ không rồi đấy. Mỏ không vậy, nên sao sao chả? Má mà nó. Mà nó có cháu tôi đây rồi đó tôi cha nào lấy tôi đây rồi nhưng mà đi ở khoa trái vua mình đây rồi hết chỉ sát cho trái cô đang bảo là mấy anh em chú cháu cứ ăn thoải mái đi ăn cho no nhà không có gì gạo thì không có ăn mềm mé thôi được chú đúng không và mọi người đừng có nghĩ gì no chầu là ăn no vào đây à? Mình đừng có nghĩ gì cứ ăn cho no thôi. Mà no no có chầu Hiệp ăn no chưa? Ăn no. Tổ ăn mạnh vào. Em thấy ở trong lấy thì cho hai bé này. Này. Hai thằng ấy oánh mạnh. Cái
nó ăn được nhiều thịt đấy. Làm bát cũng ngắn nữa. Đi thôi. Cà chỉ cà. Cái đắng ngon mà, tốt mà. No chưa công an viên? Sợ anh em mình xuống được chưa? Vẫn còn cá chưa nướng hết đâu đúng không? Còn không hết. Hả? Để túi, để mai. Túi cá để kia nhá. Mai nướng mà ăn, nhá. Nó tạo ra mẹ. Mẹ là phải thang mất. Ừ. Rồi. Mình... thôi giờ đưa nó ăn vừa vừa thôi. Rồi. Nó tạo mà hãy đi nhá. Con rể ăn ít đấy. Em ăn tiếp đi. No rồi à? Nhà cách đây xa không? Thế à, ở tận đâu? Sơn Vĩ á? Ôi dồi. À, sang Tà Làng à? Sang bên sông à? Ồ, thế thì gần Cao Bằng rồi đấy nhờ. Lên trên điểm trường chưa? Tà Trà Làng à? Đây nhỉ, xuống đây nhỉ, mù chê á, à, thôi chào gia đình nhá, thôi chào nhá, chào gia đình, chào nhá, mù chê á, à, mù á, à, mù á, mù chê à, lâu lâu á. Thắng kết thúc video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.